Đây là phần đinh chốt bản lèo nhá, có muối cứng này, nguyên bản này các bác xem này. Đẹp từng chi tiết một các nhá, em sẽ quay từng những cái ngóc ngách nhỏ nhất để các bác cảm nhận cái xe này nó đẹp như thế nào nhá. Táp ly cửa đây ạ. Toàn bộ đây. Nhựa muối cứng này, được chưa? Lỉ nguyên bản này. Nhựa rất là mới này. Và đây là ốc này, các bác xem vào những con ốc này. Sáng choang luôn. Keo chỉ đâu nhá, keo chỉ zin cả xe. Đó, đẹp từng chi tiết một các nhá. Và đây là nội thất các nhá, nội thất đây, trang bị đầy đủ màn hình Android kết hợp cam lùi âm thanh hay không nhá. Rất đẹp luôn ạ. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Có một mẫu xe đời cao nhá. Sản xuất năm 2016 với cái mức giá là chỉ có 215 triệu thôi. Quá rẻ luôn ạ. Đẹp từng chi tiết một nhá. Được chưa? Mới chưa? Mới cứng luôn. Em sẽ quay rất là chi tiết này. Các bác xem này, keo chỉ zin cả xe này, toàn bộ táp ly là đồng đều như nhau nhá. Trang bị màn hình Android to đùng luôn. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cập nhật nhá. Dạ vâng, trước mắt các bác là mẫu xe được mang tên là Chevrolet Avell, sản xuất năm 2016. Một mẫu xe cực kỳ phổ thông luôn, form dáng đẹp nhá. Ở động cơ có 1.5 thôi. Đó, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đó, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa nhá. Phụ tùng thuộc cái dòng này thì rất là sẵn đồ thay luôn. Các bác nhìn này, em sẽ quay từng chi tiết một này, ốc cánh cửa nguyên zin này, được chưa? Và đây, mới chưa? Nói chung là xe đẹp lắm các bạn, đúng chất xe gia đình luôn, cũng không có taxi dịch vụ gì đâu nhá. Có những cái xe taxi dịch vụ thì nó không thể đẹp và mới như này được các bác nhá. Đây ạ. Keo chỉ này và những con ốc mới cứng luôn. Toàn bộ táp ly này mới chưa? Quá đẹp luôn ạ. Các bạn đẹp lắm các bạn. Đây bác xem, táp lô này mới này, được chưa? Rất là mới luôn. Túi khí đầy đủ luôn các nhá. Trang bị gương kính chỉnh điện này, gương gập điện này, túi khí này, phanh ABS này. Đó, màn hình Android này, đa chức năng này, kết hợp cam lùi và âm thanh nghe rất là hay luôn. Toàn bộ nội thất rất là mới và đẹp luôn các nhá. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra nhá đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước. Nói chung là cái tầm tiền khá hợp lý đúng không ạ? Toàn bộ đây, đèn nguyên bản này, tất cả những mạng chrome này, nó rất là sáng đúng không ạ? Đó, xe nói chung là đẹp xuất sắc quá nhá. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Toàn bộ đây, rất là đều xe đúng không ạ? Nó đẹp đều xe nhá. Nó đẹp đều xe luôn này các bác này. Gương kính chỉnh điện đầy đủ này. À, gương gập điện này các nhá, gương gập điện đây ạ. Đó, gương gập điện này, được chưa? Kính đây. Mượt mà chưa? Quá mượt mà luôn ạ. Đó. Tí em sẽ đóng cánh cửa vào để cho các bác xem cái form dáng xe nhá. Và đây ạ, toàn bộ đây. Quá mới luôn các bác. Quá mới luôn, màn hình này. Đó. Màn hình này, cam lùi led căng này. Được chưa? Quá chất lượng các bạn. Quá chất lượng luôn. Vô lăng này các bác xem này, vô lăng mới chưa? Quá mới luôn đúng không ạ? Quá mới luôn. Nói chung là xe đẹp nhá. Đó. Xe đẹp thì nó đẹp rất đều xe luôn. Lốp mới cả dàn nhá, lốp mới cả dàn này. Có mâm đúc này, được chưa? Cái form dáng thì miễn chê rồi các bác ơi. Form dáng này. Nó được phủ một cái màu sơn nhìn khá là khỏe xe và rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Quá chất lượng luôn. Và đây phần cốp ở đằng sau này, các bác nhìn này. Lỉ liếc nguyên bản này. Ở bên dưới đây em sẽ quay rất là chi tiết để các bác cảm nhận xe đẹp thế nào nhá. Nó khoang cái đồ rộng rãi và sạch này. Tôn vỏ này, mới cái cứng này, được chưa? Xe gia đình mở lên này, cái chất xe nó đẹp lắm các bạn. Toàn bộ bên dưới là sơn zin nhá. Nói chung là không bàn về chất xe rồi các bác nhá. Không bàn về chất xe. Đó, xe đẹp lắm các bạn. Quan trọng mức giá thôi nhá. Đó, nói chung là bác nào chốt con xe này quá ok luôn rồi, xe đẹp các bạn. Máy nổ êm ru luôn ạ.
im đét luôn. Đèn sáng choang này, các nhìn này. Máy đang lổ đây nhá. Máy lổ êm rồi nhá. Có máy hơi bẩn một chút thôi nhưng mà máy nó lổ êm, êm ru luôn ạ. Im đét luôn. Toàn bộ giằng đầu đây, zin này các bạn. Đinh bấm nguyên bản này. Mới lắm ạ, mới lắm. Xe mới. Nói chung là quá chất lượng rồi các bạn. Dạ vâng. Đó tổng thành xe Chevrolet Aveo nhá, một lưỡi. Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau.